Xin chào các bạn đã quay trở lại với Talk Show, lần này là số 91. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói đến đó chính là 50 năm AMD và những cái thăng trầm cũng như là cái phát triển của họ trong những thời gian vừa qua. Và một điều đặc biệt nữa là hôm nay mình sẽ công bố tên của khán giả may mắn trúng thưởng suất mua chiếc PC kỷ niệm 50 năm AMD. Đây đúng không? Sẽ là ai? Đúng thế, chính là cây này. Tức là thấy máy đấy livestream rất ổn nhá. Mình đang livestream vào cái máy đấy, các bạn xem. Đúng không? Quay lại vì đây là IP từ Đức và đây là một khách hàng đến từ Đức và rất tiếc là mình không thể nào. Đây rồi, bạn Hoàng Tuấn Anh, Hà Nội, Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã có một người thì đang đến từ Việt Nam rồi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Router. Như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua Hà Nội Router đã kết hợp cùng AMD và MSI tổ chức một chương trình là mua một chiếc PC với giá chỉ 10 triệu đồng. Và hôm ngày hôm nay chúng ta đang có ở đây bạn may mắn trúng thưởng của chương trình đó. Và các bạn có thể chia sẻ một chút về thông tin của bản thân mình được không? Chào chương trình. Mình tên là Hoàng Tuấn Anh. Mình hiện tại và đang công tác và sinh sống ở Điện Biên. Mình rất là may mắn khi được trúng một bộ PC của chương trình của Hà Nội Computer. Và không biết là bạn Tuấn Anh khi bạn nhận được cuộc gọi của Hà Nội Computer thông báo trúng giải thì cái cảm nghĩ lúc đó của bạn là gì? Ra lúc đấy mình đang công tác và đang làm việc thì mình nhận được cuộc gọi của chương trình của Hà Nội Computer thì bảo mình rất là may mắn trúng một cái giải. Thực ra mình comment dạo ở trên livestream thôi nhưng mà mình không nghĩ là mình may mắn và trúng được, may mắn trong rất nhiều người cùng xem livestream như vậy. Thực ra mình rất là vui, lúc đấy mình thực sự là rất là phấn khích. Và bạn đã di chuyển một quãng đường rất là xa từ Điện Biên xuống đây và để chúng ta cùng ngồi đây và chúng ta chia sẻ về chiếc máy này đúng không ạ? Và về AMD và MSI thì bạn có biết thông tin về hai hãng này không? Và bạn có muốn chia sẻ gì với khán giả về hai thương hiệu này không? Mình cũng xem qua nhưng mình cũng không tìm hiểu sâu về hai cái chương trình này. Nhưng mà mình thấy là hai này mình đọc qua một chút thì thấy rất là ok, rất là ổn. Nhất là đối với AMD và về hiệu năng của họ trong năm nay khi mà họ kỷ niệm chương trình là 50 năm thành lập của họ đúng không ạ? Và chúng ta có những chiếc CPU Ryzen đời thứ 3, Ryzen Series 3000 thì nó có một cái hiệu năng rất là tốt. Và đồng thời thì đối với MSI thì chắc là đối với các game thủ thì cũng không lạ lẫm gì. Đây là một thương hiệu linh kiện rất nổi tiếng từ Đài Loan và họ có rất nhiều những cái sản phẩm chất lượng cao. Và thực ra thì ngoài những cái việc bạn mua được máy 10 triệu ở đây thì chúng ta hôm nay sẽ có một số phần quà được MSI tài trợ, bao gồm là 3 chú rồng ở trong trứng đây và một chú rồng bông nhỏ ở đây. Tiếp theo thì là một chiếc áo là của MSI Gaming thì nó nằm ở dưới 3 chiếc chú rồng này. Mình sẽ cho các bạn xem. Chúng ta có một cái áo có chữ Chu Gaming và logo của MSI, rồng rất là quen thuộc. Đi kèm với đó thì AMD cũng đã hỗ trợ thêm một số phần quà dành cho chiếc máy này, đó là một cái pad chuột rất là dài và có logo kỷ niệm 50 năm AMD. Thì đó là một cái sản phẩm rất là hữu hạn mà có trên thị trường, nó không phải ai cũng có. Thì cho mình xin phép hỏi bạn Tuấn Anh rằng là khi bạn mua chiếc máy này về thì bạn sẽ dự định làm gì với nó trong thời gian tới? Rồi, trước đây mọi công việc của mình đều phải thao tác ở trên laptop. Và thực ra laptop là tiện khi mang đi đường và khi về nhà mà lôi laptop ra làm thì nó rất là bất tiện và cái tốc độ xử lý nó không được cao. Với sự may mắn là được một chiếc máy tính của chương trình thì cái công việc của mình khi về nhà thao tác nó sẽ mượt mà và nhanh hơn rất là nhiều. Mình thấy là rất là may mắn để công việc của mình đang rất là cần một chiếc máy tính như vậy. Vâng, và mình chắc chắn là với con CPU Ryzen 5 3600 thì công việc của bạn Tuấn Anh sẽ trong thời gian tới sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Tại vì như các bạn đã biết thì Ryzen 5 3600 là một sản phẩm cực kỳ tốt và có một cái doanh số bán hàng cực kỳ lớn tại Hà Nội Computer. Mình nghĩ rằng là với cấu hình đang có ở đây thì những cái gì mà bạn Tuấn Anh định dự định làm trong tương lai nó sẽ cực kỳ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều. Thì nhân đây thì mình cũng được xin chúc mừng bạn một lần nữa là bạn đã là một người rất là may mắn trong số rất nhiều bạn tham dự chương trình đã giành được cái suất mua hàng với giá chỉ 10 triệu đồng cho chiếc PC này. Thì rất là vui và chúc mừng bạn và hy vọng là sẽ được gặp lại bạn trong những cái chương trình lần sau. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn bạn.